Các thân mến, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để chúng ta xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng khi chúng ta biết phương trình của chúng. Giả sử chúng ta có mặt phẳng P, rồi chúng ta có đường thẳng delta, thì chúng ta biết rằng là trong trường hợp mà đường thẳng delta này không vuông góc với P thì góc giữa đường thẳng delta và P thì được xác định đó là góc giữa delta và hình chiếu trên mặt phẳng. Như vậy là nếu như chúng ta có đường thẳng delta có một vector chỉ phương u có tọa độ là ABC, mặt phẳng P thì có một vector pháp tuyến là N có tọa độ là AL, B lẫn CL. Vậy thì trường hợp mà delta vuông góc với P thì ta gọi là góc giữa delta và P là bằng 90 độ. Còn nếu như mà delta không vuông góc với P thì chúng ta xác định hình chiếu. Vậy thì góc giữa hai đường thẳng này chính là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Tuy nhiên thì chúng ta khi dùng đường vuông góc với mặt phẳng P thì chúng ta thấy là hai góc này và góc này là hai góc là phủ nhau. Nên cos của góc này thì sẽ bằng sin của góc này, hay là sin của góc này thì cos của góc này thì bằng sin của góc này. Như vậy thì chúng ta có là khi delta không vuông góc với P thì chúng ta có sin của góc giữa delta và mặt phẳng P thì bằng cos trị tuyệt đối cos của góc giữa N và U. Và cos của góc giữa N và U thì bằng là trị tuyệt đối AA cộng BB cộng CC trên cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình căn A bình cộng B bình cộng C bình. Như vậy là chúng ta có được cái công thức để chúng ta xác định được là cái sin của góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Chúng ta xét sang ví dụ 1 là cho đường thẳng delta và mặt phẳng P thì yêu cầu là tính góc giữa delta và mặt phẳng P. Muốn tính được góc giữa đường thẳng mặt phẳng thì chúng ta cần phải xác định được vector chỉ phương của đường thẳng và vector pháp tuyến của mặt phẳng. Chúng ta thấy là delta thì có một vector chỉ phương u tọa độ là 1 2 âm 1 và mặt phẳng P thì có một vector pháp tuyến N tọa độ là 2 1 1. Vậy thì sin của góc giữa delta và P thì chính là bằng trị tuyệt đối cos của góc giữa U và N. Vậy là bằng 2 x 1, 1 x 2 cộng với 2 x 1 cộng với âm 1 x 1 trên cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình cộng với âm 1 bình phương nhân căn bậc 2 của 2 bình cộng với 1 bình cộng với 1 bình. Và khi tính ra thì chúng ta sẽ được tử là 3, còn mẫu là ở đây là căn 6, căn 6 tức là 3 phần 6. Vậy chúng ta được 1 phần 2. Mà sin bằng 1 phần 2
thì chúng ta sẽ có được góc giữa delta và phẳng P thì chính là bằng 30 độ. Chúng ta sẽ sang ví dụ thứ hai. Cho đường thẳng delta và mặt phẳng P, yêu cầu tìm M để cho góc giữa delta và P là bằng 45 độ. Để xây dựng được công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì chúng ta cần phải biết được vectơ trị phương của đường thẳng và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Thì chúng ta có delta có một vectơ trị phương là vectơ cũ có tọa độ M 2 3. Còn mặt phẳng P thì có một vectơ pháp tuyến đó là vectơ N có tọa độ 2 âm 1 2. Vậy là góc giữa delta và P thì bằng 45 độ khi và chỉ khi là sin của delta và P thì bằng là căn 2 trên 2. Nhưng mà sin của góc giữa delta và P thì chính là trị tuyệt đối cos của góc giữa U và N thì bằng căn 2 trên 2. Và điều này tương đương 2m trừ 2 cộng 6 trên cho căn bậc 2 của m bình phương cộng 2 bình cộng với 3 bình nhân căn bậc 2 của 2 bình cộng với âm 1 bình phương cộng với 2 bình phương thì bằng căn 2 trên 2. Như vậy chúng ta có là trị tuyệt đối của 2m cộng 4 hai lần cái này thì bằng hay là căn 2 cái này thì bằng là ở đây thì chúng ta được 3 nhân với căn của M bình phương cộng với 13. Chúng ta bình phương hai vế thì chúng ta sẽ được một phương trình đó là đây là 4M bình cộng với 16m cộng với 16 thì bằng 9 nhân với m bình cộng với 13. Điều này tương đương với m bình phương trừ 32m. Ở đây thì 9 nhân 13 thì chúng ta sẽ được là 117. Rồi ở đây chúng ta phải trừ cho 32. Như vậy thì chúng ta sẽ được là 85 cộng với 85 bằng 0. Chúng ta sử dụng delta phẩy thì bằng là 16 bình phương tức là 256 trừ 85 thì chúng ta sẽ được là 1. Đây là 161. Chúng ta ở đây là 171. Như vậy ta có M sẽ bằng 16 trừ căn 171 hoặc là M bằng 16 cộng với căn 171. Như vậy thì ở đây các em cần chú ý rằng là muốn tính góc thì cái quan trọng là chúng ta phải xác định được là vectơ trị phương của đường thẳng, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng và chúng ta cần dùng đúng công thức. Chúng ta sẽ sang ví dụ thứ ba. Cho đường thẳng D1 là giao tuyến của hai mặt phẳng này, yêu cầu viết phương trình mặt phẳng P chứa D1 và tạo với D2 một góc là 60 độ. Ở đây thì chúng ta thấy là có giả thiết là đường mặt phẳng P chứa D1 mà D1 là giao của hai mặt phẳng này. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật viết phương trình mặt phẳng đó là mặt phẳng P chứa giao tuyến của hai mặt phẳng này x cộng y trừ 2 bằng 0, y cộng z trừ 2 bằng 0 nên có phương trình là m x cộng y trừ 2 bằng 0 x cộng y trừ 2 cộng với n nhân với y cộng z trừ 2 bằng 0 thì m bình cộng n bình là 0. Vậy là chúng ta có được là m x cộng với m cộng n nhân y
trừ 2m trừ 2n bằng 0. Thì mặt phẳng này có một vectơ phát tuyến, đó là vectơ n có tọa độ m, m cộng n trừ 2m, và ở đây thầy có cái nhầm lẫn đó là mx này cộng với m cộng ny, rồi ở đây là cộng với nz trừ 2m trừ 2n. Và như vậy là cái cao độ ở đây sẽ là n. Chúng ta có T2 thì có một vector chỉ phương U thì có tọa độ là 2, 1, âm 1. Và góc giữa mặt phẳng P và đường thẳng D2 là bằng 60 độ. Điều này xảy ra khi và chỉ khi là sin của góc giữa D2 và mặt phẳng P là bằng căn 3 trên 2. Nhưng mà sin này thì chính là bằng trị tuyệt đối giữa both giữa N và U, thì bằng căn 3 trên 2. Vậy là chúng ta có 2m, m cộng n trừ m trên cho căn bậc 2 của m bình cộng m cộng n bình phương cộng n bình phương, và nhân với căn của 2 bình cộng với 1 bình cộng với âm 1 bình phương, và bằng căn 3 trên 2. Vậy là chúng ta sẽ có được là ở đây là 3m trị tuyệt đối trên cho căn bậc 2 của 2m bình cộng với 2n bình cộng với 2mn, mà ở đây là nhân với căn 6, và đây là bằng căn 3 trên 2. Chúng ta sẽ thực hiện giải ước. Thì ở đây là chúng ta có là căn 3, với 3 đây thì chúng ta giải ước lại là còn căn 3. Còn đây căn 6 với 2 thì chúng ta giải ước còn lại đây là căn 3, và bên này là căn 2. Nhưng mà chúng ta chỉ cần là căn 3 chia căn 3 là hết. Như vậy bên này chỉ còn lại căn 2, nên là căn 2 trị tuyệt đối M thì sẽ bằng là căn của 2m bình cộng 2n bình cộng với 2mn. Chúng ta bình phương 2 thế và giải ước căn 2 thì chúng ta được là m bình bằng 2m bình cộng 2n bình cộng với 2mn. Chúng ta giải ước cho 2 rồi, vậy thì đây còn lại thế này. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là n nhân với m cộng n bằng 0. Và chúng ta có hai trường hợp, đó là trường hợp 1 là n bằng 0. N bằng 0 thì chúng ta có phương trình của mặt phẳng P, đó là x cộng y trừ 2 bằng 0. Trường hợp 2 là m bằng âm n, vậy thì chúng ta có thể chọn m bằng 1 thì n sẽ là bằng âm 1. Như vậy chúng ta có phương trình của mặt phẳng P sẽ là x trừ z và trừ 2m, tức là trừ 2 cộng với 2 bằng 0. Như vậy chúng ta có x trừ z bằng 0. Như vậy thì chúng ta kết luận là có hai mặt phẳng phổ lắm, đó là x cộng y trừ 2 bằng 0 hoặc là x trừ z bằng 0. Như vậy là trong cái bài học này thì thầy đã giới thiệu cho các em cái cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng khi chúng ta biết được phương trình của chúng, và chúng ta cũng đã được thực hành với các cái ví dụ. Thì các em cần chú ý rằng là điều quan trọng là trong việc mà xác định góc giữa đường và mặt là chúng ta phải xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng, chúng ta phải xác định được vectơ phát tuyến của mặt phẳng, và chúng ta cần nhớ được cái công thức đó là sin bằng cos của góc giữa hai vectơ.